chưa nó để cái ấy. Đây pháp vân cũng dễ. Đây là cái gì? Vừa tháo hết thì chắc là tháo. Tháo luôn. Tháo luôn cho anh cái gốc. Thật thì chứ nó thu tiền nhiều quá rồi đủ rồi. Ba mươi năm nay cái tiền này cái đường này được vay vốn viện trợ của Nhật. Bây giờ phải thu ít đi thì nó mới ăn ít đi mới được đúng không? Thu nửa thôi nhờ. Đứng ở kia chỗ bắt quanh đầu chỗ nào là đậu xe đứng đây.